Thưa quý vị, với mong muốn sẽ mang đến những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất, chúng tôi rất thân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các video clip được đăng tải trên kênh Tin Mới. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị. Và ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất về diễn biến tình hình mưa lũ và lũ lụt tại Trung Quốc. Và chắc chắn rồi, Tin Mới tự tin đưa tới quý vị những tin tức nóng nhất trong ngày hôm nay về tình hình mưa lũ cũng như thiệt hại ban đầu về những trận mưa chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc. Ngay sau đây, hãy cùng với Phương Thúy đến với những tin tức đầu tiên. Tổn thất vì lũ lụt ở Hà Nam trong 2 tuần chiếm phần lớn tổng thiệt hại do lũ lụt Trung Quốc từ đầu năm đến nay. Số người chết do lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã tăng lên 99 người tính đến trưa ngày thứ Tư vừa qua. Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ chính huyện Hà Nam cho biết, trong số 99 người chết có 26 trường hợp mới được báo cáo ở Trịnh Châu, thủ phủ Hà Nam. Theo số liệu thống kê từ Hệ thống Quản lý Thiên tai Quốc gia, gần 14 triệu người tại 150 quận huyện và thành phố ở Hà Nam đã bị ảnh hưởng bởi mưa bão, lũ lụt kể từ ngày thứ Năm tuần trước. Hơn 930.000 người trong tỉnh đã phải di rời khẩn cấp, với tổng số là 1.470.800 người phải di rời. Đến nay, các nỗ lực tìm kiếm vẫn đang được tiến hành đối với những người mất tích. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng ở Hà Nam là hơn 1 triệu hecta, trong đó 527.000 hecta bị phá hủy và 198.200 hecta mất mùa. Tổng cộng có hơn 840.000 ngôi nhà bị sập hoặc bị thiệt hại trên toàn tỉnh. Thảm họa thiên nhiên đã gây ra thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 90,981 tỷ nhân dân tệ, tương đương 14 tỷ đô la Mỹ. Con số thiệt hại ở Hà Nam chiếm phần lớn trong tổng số thiệt hại do lũ lụt, mưa bão ở Trung Quốc tính từ đầu năm tới nay. Hoàn Cầu Thời báo đưa tin vào ngày thứ Ba vừa qua, Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Quốc gia cho biết lũ lụt và mưa bão ở Trung Quốc từ đầu năm đến nay đã ảnh hưởng đến 34,81 triệu người, khiến cho 146 người chết hoặc mất tích, phá hủy 72.000 ngôi nhà và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 123 tỷ nhân dân tệ, tương đương 18,93 tỷ đô la. Theo Tân Hoa Xã, tổng cộng hơn 39.000 người và 3.000 hộ thiệt hại đã được huy động để kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai ở Hà Nam. Tính đến 10 giờ ngày thứ Ba, Tổ chức Từ thiện Hà Nam và Hiệp hội Chữ thập đỏ chi nhánh Hà Nam đã nhận được 5,69 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 876,17 triệu đô la quyên góp. Trong khi đó, Trung Quốc đã phân bổ 795 triệu nhân dân tệ, tương đương 122,4 triệu đô la để tái thiết các khu vực của một số tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão, lũ lụt. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia cho biết, số tiền từ nguồn dự trữ tài chính trung ương này sẽ hỗ trợ việc tái thiết cơ sở hạ tầng và cơ sở dịch vụ công cộng sau thảm họa ở các tỉnh Hà Nam, Tứ Xuyên, Sơn Tây và Chiết Giang. Kể từ tháng này, những trận mưa lớn tiếp tục ập đến Hà Nam, Tứ Xuyên và Sơn Tây và cơn bão số 3 đã đổ bộ 2 lần vào Chiết Giang, gây ra lũ lụt nghiêm trọng, thương vong và thiệt hại về tài sản. Theo Bộ Tài chính Trung Quốc, nước này đã dành 3 tỷ nhân dân tệ để hỗ trợ kiểm soát lũ lụt và khắc phục hậu quả thiên tai Hà Nam trước đó. Hệ thống phòng chống lũ lụt thông minh của Trung Quốc bị nghi ngờ chất lượng sau thảm họa lịch sử. Tiếp đó, hai dự án thành phố thông minh nổi tiếng ở Trịnh Châu, một quản lý lũ lụt và một về an toàn đường hầm đã bị chỉ trích bởi không ngăn chặn được thảm họa vừa qua. Nước lũ tại Trịnh Châu, thành phố 10 triệu dân ở miền Trung Trung Quốc đã rút sau trận lịch sử, nhưng nó cũng làm lộ ra một loạt các vấn đề về quản lý các dự án công nghệ. Các hệ thống thành phố thông minh được quảng cáo rầm rộ của Trịnh Châu từng được cho là sẽ giúp các nhà quy hoạch, quản lý và giữ an toàn đô thị đã bị chỉ trích và giám sát chặt chẽ sau khi các trận lũ lụt gần đây đã tàn phá nặng nề cơ sở hạ tầng thành phố và khiến cho hàng chục người thiệt mạng, trong đó có 14 người ở hệ thống tàu điện ngầm địa phương và 6 người trong đường hầm Jingguang. Một trong những dự án công nghệ được quan tâm là hệ thống ngăn lũ lụt theo thời gian thực, được lắp đặt tại thành phố vào tháng 12 năm ngoái bởi công ty công nghệ hệ thống thông minh hàng không vũ trụ Thần Châu, một chi nhánh của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc thuộc sở hữu nhà nước. Theo các tuyên bố chính thức, hệ thống được thiết kế để giúp cho chính quyền thành phố giám sát mực nước trong thời gian thực thông qua các cảm biến và phân tích thông minh, cũng như là thông báo cho các bộ phận liên quan về những nguy hiểm sắp xảy ra.
Nó có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu từ một số văn phòng địa phương, bao gồm dữ liệu lớn về khí tượng, thủy văn và các lĩnh vực liên quan khác. Công nghệ còn lại là hệ thống giám sát đường hầm Trinh Quang được lắp đặt như một phần của sáng kiến của thành phố nhằm theo dõi an toàn đường hầm. Một báo cáo truyền thông chính thức cho biết các camera và cảm biến trong đường hầm đã làm cho cơ sở hạ tầng trở nên thông minh và thậm chí có thể gửi cảnh báo qua ứng dụng trên smartphone về tai nạn hoặc nguy hiểm sắp xảy ra. Mặc dù vậy, có vẻ như những người lái xe trong trận lũ mới đây đã không biết về thảm họa sắp xảy ra với mình. Tuy nhiên, vẫn chưa biết liệu hệ thống trên không đưa ra cảnh báo hay là các cơ quan chính quyền ở Trịnh Châu có liên quan đã không thực hiện hành động kịp thời khi nhận được cảnh báo của hệ thống. Chính quyền thành phố Trịnh Châu đã cho biết một cuộc điều tra về lý do tại sao các hệ thống thành phố thông minh không bảo vệ được công dân sẽ diễn ra sau khi công tác thoát lũ khẩn cấp và cứu hộ hoàn tất. Aerospace Senju Smart System, đơn vị phát triển hệ thống giám sát lũ lụt, đã không trả lời các cuộc gọi và phát yêu cầu bình luận. Trung tâm đường hầm Trịnh Châu, nơi chịu trách nhiệm vận hành đường hầm, cũng không trả lời các yêu cầu bình luận. Các câu hỏi về hệ thống thành phố thông minh đã xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng đã đưa ra ý kiến rằng các dự án thành phố thông minh ở Trịnh Châu là lãng phí tiền bạc và hoàn toàn vô dụng. Các phương thức khác đặt câu hỏi về vai trò của bộ máy quan liêu của chính quyền địa phương trong thảm họa. Sự thiếu hiệu quả hoặc là sự phối hợp giữa các cơ quan khác nhau có thể đã không chuyển tín hiệu từ hệ thống cảnh báo công khai kịp thời. Ví dụ, cơ quan khí tượng thành phố Trịnh Châu đã gửi 5 cảnh báo đỏ về mưa lớn, mức cảnh báo thời tiết cao nhất, nhưng chính quyền thành phố Trịnh Châu đã không có hành động đình chỉ trường học hoặc là giao thông. Patrick Gian, giám đốc nghiên cứu tại công ty tư vấn công nghệ thông tin IDC cho biết, việc ban hành thông tin phòng ngừa thảm họa thường cần sự phối hợp giữa các bộ phận khác nhau. Ông cho biết, liệu người nhận có ghi nhận cảnh báo một cách nghiêm túc hay không là việc nằm ngoài tầm kiểm soát của người gửi. Gian nói thêm rằng, nhiều dự án thành phố thông minh ở Trung Quốc còn lâu mới sẵn sàng đối phó với thiên tai và hầu hết các thành phố của Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn sơ bộ đặt nền móng cho thành phố thông minh bằng cách lắp đặt camera lưu trữ đám mây, trung tâm dữ liệu và nền tảng xử lý. Các nhà phân tích khác thì cho biết lượng mưa tuần trước quá lớn có thể đã vượt quá công suất thiết kế của hệ thống. Lượng mưa khoảng 63cm đã trút xuống trong vòng 24 giờ vào ngày thứ Hai, đã được chính quyền địa phương cho biết là điều không được nhìn thấy trong 1.000 năm. Kaman Lee, phó giáo sư đại học Bách khoa Hồng Kông nói rằng các hệ thống giám sát lũ lụt như hệ thống được sử dụng ở Trịnh Châu áp dụng công nghệ tương tự như các hệ thống giám sát ở Hồng Kông và thời tiết khắc nghiệt có thể áp đảo những hệ thống này. Thành phố thông minh đã trở thành một từ thông dụng trong những năm gần đây ở Trung Quốc, khi các chính quyền địa phương mong muốn sử dụng công nghệ mới để số hóa việc quản lý thành phố và cải thiện mức sống của người dân. Thuật ngữ này cũng đã được sử dụng bao gồm tất cả mọi thứ, từ giám sát đến cơ sở hạ tầng đô thị, dịch vụ thành phố, giao thông, vận tải và quản lý năng lượng. Những gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc bao gồm Alibaba Group Holding, Tencent Holding, Baidu và Huawei Technology đều tham gia vào việc tranh giành thị phần trong lĩnh vực này, cung cấp đủ các dịch vụ từ lưu trữ đám mây đến cơ sở hạ tầng kỹ thuật số như trung tâm dữ liệu và các giải pháp điện toán toàn bộ. Vào cuối năm ngoái, hơn 500 thành phố ở Trung Quốc đã bắt tay vào các loại dự án thành phố thông minh khác nhau, nhưng chỉ có 8,4% thành phố thông minh đã đạt đến mức độ hoàn thiện, với hơn 43% còn lại chỉ trong giai đoạn sơ bộ, theo một báo cáo từ Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, đơn vị hoạch định kinh tế của Trung Quốc. Qian Minglu, giám đốc điều hành của DSI Trung Quốc, một nhà cung cấp giải pháp môi trường nước cho biết, một số chính quyền địa phương đã lựa chọn các dự án thành phố thông minh chỉ mang tính trưng bày thay vì nhắm vào các vấn đề thực tế. Ông Lu cho biết giám sát, ngăn ngừa và quản lý ngập lụt đô thị nên là một trong những vấn đề quan trọng nhất khi nhìn vào việc xây dựng thành phố thông minh. Một chuyên gia khác cho biết khoảng cách giữa tầm nhìn và thực tế là một vấn đề với nhiều dự án do chính phủ lãnh đạo ở Trung Quốc, mặc dù việc quản lý dữ liệu lớn đang tạo ra sự khác biệt. Phan Anji, một chuyên gia quy hoạch đô thị người Pháp đã làm việc hơn một thập kỷ tại Trung Quốc cho biết, thành phố thông minh chỉ là một khái niệm trong các dự án thiết kế đô thị hơn là một thực tế ở Trung Quốc.
nhưng việc thu thập, xử lý và hợp nhất dữ liệu lớn đang dẫn đến những trải nghiệm đô thị mới ở các thành phố lớn nhất của đất nước này. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.